Chào mừng năm trăm anh em đã quay trở lại với channel của Lotto AZ và mình là Hoàng Vâu. Như anh em đã biết thì CES 2021 đã ra mắt và chúng ta đã được đón nhận rất nhiều những chiếc máy siêu cấp VIP Pro đến từ những thương hiệu khác nhau. Và hầu hết những chiếc máy trong năm nay đều sở hữu các RTX 3000 series. Và theo mình biết thì cho đến khi những chiếc máy này trên tay anh em thì khả năng là mức giá sẽ cực kỳ trên trời và chắc chắn là sẽ rất khó tiếp cận với anh em tại thời điểm đó. Và tính đến thời điểm này thì với chiếc máy sở hữu cấu hình tầm trung và cụ thể là sở hữu card đồ họa 1660T thì hiện tại nó vẫn đang là mưa làm gió trên thị trường và nó vẫn phục vụ đủ nhu cầu như là giải trí, chơi game hay làm đồ họa cho anh em. Và theo mình thì về mức sử dụng và sự tối ưu của card 1660T này sẽ còn tối ưu trong vòng 4 đến 5 năm nữa. Và trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh em top 4 những chiếc laptop sử dụng card đồ họa 1660T mà theo mình là đáng mua nhất. Và nếu như anh em đang muốn tham khảo những chiếc laptop này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Lotto AZ cùng với mã giảm giá Asset 300. Chi tiết chương trình mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ không để mất thời gian của anh em nữa, chúng ta cùng bắt đầu video nào. Và bốn chiếc máy mình muốn giới thiệu cho anh em hôm nay là bốn chiếc máy đến từ bốn thương hiệu khác nhau. Đó là HP Omen 2020, Lenovo Legion 5, G7-7590 và Zenfone G15. Và chúng ta cùng đến với chiếc máy đầu tiên, đó là chiếc HP Omen 2020. Chiếc máy đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em đó là chiếc HP Omen 2020 đã và đang là mưa làm gió trên thị trường hiện nay. Nó sở hữu cho mình chip Ryzen 7 4800H 8x16 luồng với TDP là 45W, cùng với đó là 8GB bớt 3200. Và tất nhiên rồi, card 1660T 6GB RAM. Và với mức giá khoảng 28 triệu đồng tại thời điểm này tại cửa hàng Lotto AZ, nó cho mình một cái khả năng chơi game phải nói là khỏi bàn với con chip Ryzen 7 4800H. Kết hợp cùng với CPU 1660T sẽ cho ra một FPS mượt mà khi chúng ta chơi những tựa game nặng. Và cùng với đó thì nhiệt độ cũng cực kỳ là mát mẻ với hệ thống tản nhiệt Omen Tempest của hãng, cho nên anh em sẽ không còn phải lo về vấn đề nhiệt độ khi mà cài kéo game lâu dài. Và màn hình cũng là một điểm sáng ở trên chiếc máy này khi nó sở hữu cho mình một màn hình Full HD IPS với tần số 144Hz, sở hữu một phổ màu cao với 97% sRGB, 73% Adobe RGB, độ sáng là 346 nit, contrast là 810:1 với delta E là 1.16. Không chỉ là chơi game cực kỳ đã mà với cái màn hình này, anh em có thể làm những tác vụ đồ họa 2D hay là 3D sẽ cực kỳ phù hợp và hỗ trợ cực kỳ tốt. Hay ngoài ra, anh em những người chơi hệ Adobe cũng hoàn toàn có thể edit video 4K rất là vô tư, cùng với size màu thấp thì cũng sẽ đảm bảo cho cái chất lượng đầu ra của thiết kế banner cho anh em cũng sẽ chính xác hơn. Và với một màn hình đẹp cùng với hiệu năng chơi game cũng cực kỳ tốt thì thiết kế của chiếc máy này cũng rất là đẹp, với một thiết kế nó vuông chẳng chặn từ khung máy đến màn hình, bàn phím hay là touchpad, mang lại một cái sự hiện đại và nam tính cho người sử dụng. Và chất liệu máy này hầu hết thì được làm từ nhựa, chỉ có khung bàn phím thì được làm bằng kim loại. Về độ cứng cáp thì mình sẽ cho vào khoảng 8/10 điểm. Về tính di động thì cũng cực kỳ tốt với cân nặng vào khoảng 2,1kg, cùng độ dày cũng 2,1cm, cực kỳ mỏng và nhẹ với một chiếc laptop gaming cấu hình tầm trung. Và nếu như anh em có tần suất nhập liệu dày thì với bàn phím của chiếc HP Omen 2020 này cũng có một cái hành trình rất là sâu, độ này tốt, để lại RGB phong cách vintage và cực kỳ thích hợp cho những anh em yêu thích những gam màu trầm. Bên cạnh đó thì touchpad cũng được phủ kính, tracking nhạy, mượt mà, mặc dù không phải là quá xuất sắc nhưng theo mình thì cũng khá là tốt trong tầm tiền. Theo mình thấy thì HP Omen 2020 khá là toàn diện về ngoại hình cũng như khả năng chơi game và làm việc. Tuy nhiên vẫn có một vài điểm trừ nho nhỏ như là chất liệu rất dễ bám mồ hôi vân tay, khe gió tản nhiệt lại đặt về phía bên phải, thổi vào tay khá khó chịu vào mùa nóng. Đi kèm với một cơ chế tản nhiệt tốt thì tiếng quạt lại khá ồn khi chơi game hay làm những tác vụ nặng. Và nhìn chung thì còn một vài điểm chưa tốt, nhưng với 28 triệu thì anh em có một chiếc máy đáp ứng gần như đầy đủ các tiêu chí cần thiết cho giải trí và làm việc. Và đây là một chiếc máy rất đáng để anh em quan tâm. Chiếc máy thứ hai mình muốn giới thiệu cho anh em là một chiếc máy chúng mình đã có rất nhiều bài đánh giá chi tiết, đó là chiếc Zenfone M15. Chiếc máy tiếp theo mình muốn giới thiệu cho anh em là chiếc Zenfone M15. Đây là một chiếc máy mẫu trung cấp của Asus, nhưng từ thiết kế, chất lượng build thì có thể sánh ngang với dòng GS của hãng. Chiếc máy sở hữu cho mình chip Core i7-7750H 6x12 luồng với 16GB RAM bớt 3200 và tất nhiên rồi cũng là card 1660T 6GB RAM. Và hiện tại mức giá sẽ rơi vào khoảng 33 triệu đồng tại cửa hàng Lotto AZ. Về hiệu năng chơi game thì khỏi bàn với chip i7 Gen 10 cùng card 1660T đã được Asus đẩy TDP lên đến 90W điện, cho khung hình cho ra cao hơn với những tựa game cần khung hình ổn định như là Call of Duty Warzone. Và với chip i7 Gen 10 với xung đơn nhân cao thì sẽ hỗ trợ rất tốt cho những anh em edit video 4K. Và dù phổ màu ở mức trung bình chỉ với 64% sRGB, 48% Adobe RGB, độ sáng là 289 nit, tương phản 1191:1, delta E là 1.38. Nhưng bù lại thì chơi game trên chiếc M15 này cũng rất là đã với tần số quét 144Hz. Ngoài ra thì anh em làm chỉnh sửa ảnh, in ấn banner cũng không cần quá lo lắng vì độ sai màu cũng tương đối là thấp.
Và tuy sở hữu một cấu hình tương đối là khủng, nhưng M15 lại có một tính di động khá là cao. Nó chỉ nặng khoảng 2kg cùng độ dày khoảng 1,9cm, rất là phù hợp cho những anh em hay phải di chuyển nhiều. Ngoại hình thì cũng cực kỳ là thời thượng, gaming với chi tiết trang trí mặt lưng cũng như đường cắt chữ V đặc trưng của hãng, làm cho nổi bật cá tính của người sử dụng khi chúng ta mang ra ngoài giải trí. Chất liệu của chiếc máy này thì được hoàn thiện bằng chất liệu nhôm magie và được hoàn thiện khá là cứng cáp. Độ chắc chắn thì mình sẽ cho vào khoảng 8,5/10. Cùng với đó là cổng kết nối cũng rất là đầy đủ, và đặc biệt là nó được trang bị thêm cổng Thunderbolt 3 cực kỳ là đáng tiền. Và bên cạnh một hiệu năng ấn tượng và thiết kế nổi bật thì cũng có một vài điểm trừ nho nhỏ, như là hành chính bàn phím cũng khá là nông, cảm giác gõ chừa thật tay. Tiếng quạt thì khá là ồn, về độ to mồm thì có thể sánh ngang với HP Omen 2020. Và một điểm trừ nữa là chiếc máy này chỉ có một slot nâng cấp RAM thôi. Và nhìn chung thì với một cấu hình khủng, chơi game mượt mà và tính di động cao thì chiếc M15 sẽ là một lựa chọn hữu ích nhất cho anh em thích một chiếc máy ngoại hình cá tính và có nhu cầu di chuyển nhiều. Chiếc máy thứ ba mình muốn giới thiệu cho anh em là một chiếc máy đã bán cực kỳ chạy trong năm 2020 tại cửa hàng Lotto AZ, và đó chính là chiếc Lenovo Legion 5. Mẫu Lenovo Legion 5 mình muốn giới thiệu cho anh em hôm nay có sở hữu cho mình chip Ryzen 7 4800H 8x16 luồng, cùng với đó là 16GB RAM bus 3200 và cam 1660T. Cùng với mức giá khoảng 28 triệu đồng thì đây là một phiên bản được rất là nhiều anh em quan tâm, vì phiên bản này gần như là max option của dòng Legion 2020 rồi. Và chúng ta có một thiết kế trung tính, tối giản với chất liệu tưởng là kim loại nhưng thật ra lại là nhựa. Và đặc biệt chất liệu này không hề bám mồ hôi vân tay anh em ạ. Và về độ chắc chắn thì mình sẽ cho vào khoảng 7,5/10. Đây có lẽ là một cái thiết kế laptop gaming được nhiều anh em lựa chọn khi trong năm 2020 vừa rồi, Legion 5 đã bán rất là chạy tại cửa hàng Lotto AZ. Và cũng dễ hiểu thôi, vì một thiết kế trung tính, tối giản cùng chất lượng build rất là tốt như vậy thì phù hợp với đại đa số anh em. Về hiệu năng chơi game thì mình đã test trên các tựa game eSports như là CSGO, Valorant thì FPS luôn trên 120 với max setting. Còn ở những tựa game nặng như là Call of Duty Warzone thì con số nó còn ấn tượng hơn khi ở setting vượt quá mức VRAM có thể chịu được, nhưng FPS vẫn loanh quanh từ 85 đến 100 FPS cực kỳ là mượt mà. Hơn nữa thì xung nhịp của CPU cũng rất là ổn định ở 4.0, không xảy ra hiện tượng throttling đột ngột cũng như là nhiệt độ cũng không quá cao, dao động ở khoảng 85 đến 95 độ C, mức nhiệt độ phải nói là chấp nhận được. Cam 1660T thì cũng rất là mát mẻ, chỉ dao động khoảng 60 đến 70 độ cũng rất là mát. Và điểm mình rất thích trên chiếc Legion 5 này là dù chơi game mắc ping như vậy nhưng tiếng quạt khá là êm, và nếu anh em chơi game vào ban đêm thì cũng hoàn toàn không gây khó chịu, và đêm là một điểm rất là ăn tiền ở trên chiếc máy này. Ngoài ra thì màn hình cũng là một điểm sáng trên chiếc máy này khi nó sở hữu cho mình màn hình Full HD IPS tần số quét 144Hz với độ phổ màu rất cao lên đến 100% sRGB, 76% Adobe RGB, độ sáng 370 nit, Delta E là 1.16. Đây là một màn hình phải nói là khá là vượt trội trong tầm giá. Dù chơi game hay làm đồ họa, edit video phải nói là cũng mắc ping, không có điểm gì để chê cả. Bên cạnh trải nghiệm thị giác cực kỳ tốt thì chắc chắn cảm nhận xúc giác cũng rất tốt khi bàn phím của Legion 5 gần như là tốt nhất trong dòng laptop gaming, cảm giác có cực kỳ thật tay, thoải mái trong thời gian dài sử dụng. Bên cạnh đó thì chiếc máy này có hai điểm mà mình không thích, đó là touchpad tracking phản hồi chưa được nhạy, cảm giác bị rít trong quá trình sử dụng. Cùng với đó là cân nặng cũng khá là nặng, khoảng 2,4kg và độ dày là 2,1cm, thì đây sẽ là một bất lợi về tính di động của chiếc Lenovo Legion 5. Tuy nhiên bù lại hai nhược điểm nho nhỏ ở trên thì chúng ta có một chiếc máy với chất liệu build tốt, màn hình vượt trội trong tầm giá, bàn phím ngon và hiệu năng và tản nhiệt rất là tốt, và nó rất là xứng đáng với túi tiền mà anh em bỏ ra. Và chiếc máy cuối cùng mình muốn giới thiệu cho anh em là một thanh niên người Mỹ đang ở ngay trước mặt mình đây, và đó là chiếc Dell G7-7590. Chiếc G7-7590 mình muốn giới thiệu cho anh em hôm nay sở hữu cho mình Core i7-9750H, RAM 16GB bus 2666 và tất nhiên rồi vẫn là 1660T card đồ họa. Và với mức giá khoảng 28 triệu đồng cũng như những chiếc máy ở trên thì đây là một sản phẩm trung cấp đến từ Dell trong năm 2019. Và điểm mình thích đầu tiên chính là chất liệu là bằng vỏ nhôm, cho một cái cảm giác cứng cáp và cao cấp, sờ là thấy lạnh tay rồi. Và đây là một chất liệu hoàn thiện mình thích nhất trong cả 4 chiếc máy ở trên. Và với độ chắc chắn thì mình sẽ cho vào khoảng 9/10 điểm. Với thiết kế thì theo mình thấy nó khá là tối giản ở phần mặt lưng và chiếu nghỉ tay. Tuy nhiên thì ở những đường vân chạy xung quanh viền thì trông nó rất là hiện đại. Nó giống như cái thiết kế của chiếc Dell Alienware vậy, giúp cho máy có một cái điểm nhấn nó đặc trưng hơn. Cùng với đó là cách trang trí logo G7 bằng giả nhựa bóng, làm tăng thêm cái phần điểm nhấn cho sản phẩm. Và bên cạnh đó thì màn hình của chiếc cái máy này cũng là trang bị rất là tốt, với màn hình Full HD IPS tần số quét chỉ là 60Hz thôi, với độ phổ màu 89% sRGB, 58% Adobe RGB, độ sáng là 324 nit và Delta E là 5.33. Đây là một màn hình có thể nói là có phổ màu cao, trải nghiệm chơi game hay là edit video cũng rất là ok. Với Delta E có vẻ là hơi cao thì anh em làm đồ họa hay Photoshop có thể cân lại màu để giảm độ sai màu xuống để cải thiện chất lượng hiển thị.
Và về hiệu năng và tản nhiệt thì chúng mình đã có video test game trước đây với những tựa game như là GTA 5 Max Setting hay là PUBG PC thì khung hình cho ra ở mức trên 65fps, nhiệt độ cũng loanh quanh dao động vào khoảng 85-90 độ. Tuy nhiên thì với tựa game Cyberpunk 2077 thì có vẻ hơi nóng một chút khi để Ultra thì CPU sẽ xảy ra hiện tượng quá nhiệt. Dẫu sao thì Cyberpunk 2077 cũng là một tựa game khá là nặng và ở một setting cao như vậy, FPS cũng dao động vào khoảng 55-65fps và đó cũng là một điểm cộng khá là lớn rồi. Và ngoài hiệu năng và một màn hình khá tốt ra thì còn một vài điểm mình khá thích là chiếc máy này được trang bị cổng mini DisplayPort, cổng Thunderbolt 3 thuận tiện cho truy xuất màn hình và dữ liệu được nhanh hơn. Bên cạnh đó thì có một vài những điểm nho nhỏ như là chất liệu của chiếc máy này rất là dễ để lại dấu mồ hôi vân tay, giải nhựa bóng trang trí cũng rất là dễ để lại những vết sức răm nho nhỏ. Và cân nặng có lẽ là nặng nhất so với ba chiếc máy ở trên, khi chiếc máy này có cân nặng vào khoảng 2,5kg cùng độ dài 2cm thì chiếc máy này có tính di động phải nói là chưa được cao. Và cuối cùng là tản nhiệt của chiếc máy này cũng chưa được tốt. Dù là có một vài nhược điểm nho nhỏ chưa tốt nhưng tự chung lại đây là một chiếc máy cũng rất đáng để anh em quan tâm và lựa chọn với một chiếc máy sở hữu card đồ họa 1660T. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em trong video lần này. Và trên đây là 4 mẫu máy sở hữu card đồ họa 1660T mà theo mình là đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Và anh em nghĩ sao về 4 chiếc máy này thì hãy comment ở phía bên dưới phần bình luận và đừng quên like, subscribe cũng như là chia sẻ cho channel của Lotto AZ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.